Xin chào các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với Đi Review, lại là mình An Trần đây. Và trong video hôm nay chúng ta cùng nói về những chiếc Samsung Galaxy S22 series chuẩn bị ra mắt vào ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng nói về những cái điểm mà chúng ta đã biết về những chiếc điện thoại này. Đầu tiên đó chính là về những cái điểm mà chúng ta đã được leak đến từ chính của Samsung luôn. Và cái thứ hai chính là việc mà các bạn cần phải lưu ý trước khi đặt gạch chiếc điện thoại này. Và hãy cùng đi vào video ngày hôm nay thôi nhé. Chúng ta hãy cùng nói về những chiếc Samsung Galaxy S22 series đã được lộ diện gần như là toàn bộ rồi. Những cái thông tin mà mình đã tổng hợp được ở đây thì nó gần như là chính xác 99%. Thế nên anh em không cần lo về tính xác thực của nó đâu. Ở đây chúng ta để ý đó chính là có hai dòng máy mà chúng ta sẽ còn quan tâm đầu tiên, đó chính là S22 và S22 Plus. Đây sẽ là hai dòng máy đầu tiên của lineup này và chúng ta sẽ sở hữu cho mình một cái thiết kế hoàn toàn giống nhau. Và đây sẽ là một cái thiết kế mà chúng ta gần như đã được thấy ở trên những chiếc Samsung Galaxy S21 rồi. Cái điểm khác biệt duy nhất ở đây đó chính là về phần kích thước, khi mà chúng ta sẽ có ở S22 nó sẽ chỉ là một màn hình 6.1 inch mà thôi. Còn đối với dòng Plus thì nó sẽ là 6.6 inch. Và đối với sự khác biệt như này thì nó cũng sẽ đem lại một sự khác biệt đáng kể đến từ phần pin, khi mà chúng ta sẽ chỉ được sở hữu viên pin 3700 mAh đến từ cái S22 mà thôi. Còn đối với dòng Plus thì nó sẽ là một cái viên pin lớn hơn, lên tới là 4500 mAh. Và đây sẽ là một cái cải tiến đáng kể nữa khi mà chúng ta được sở hữu cụm 3 camera giống như là trên những dòng S21, nhưng mà với camera chính sẽ được cải tiến lên 50MP, khiến cho những cái trải nghiệm chụp hình nó rất hứa hẹn là sẽ tốt hơn rất nhiều. Cái điểm sáng của chương trình lần này nó sẽ đến từ chiếc Samsung Galaxy S22 Ultra. Đây sẽ là dòng Ultra hoàn toàn có thể thay thế dòng Note khi mà chúng ta đã có cái điểm nhận diện ở đây, đó chính là chiếc Bud S Pen. Và qua thời gian, qua cái dòng S20 hay là S21 thì chúng ta cũng đã thấy cái sự tương đồng nhất định đến từ những chiếc Ultra và những chiếc Samsung dòng Note ngày xưa rồi. Và ở đây chúng nó sẽ được hứa hẹn là chiếc điện thoại mạnh nhất mà Samsung từng sản xuất, với màn hình kích cỡ lên tới là 6,8 inch với tấm nền Dynamic AMOLED thì nó cũng sẽ cho ra một cái trải nghiệm gì đó mình nghĩ là nó rất là tuyệt vời. Ở đây chúng ta sẽ có thêm cho mình đó chính là một cái cụm 5 camera được bố trí mà mình nghĩ là không khác biệt quá nhiều so với thế hệ S21. Tuy nhiên là nó sẽ có một cái điểm khác biệt nhỏ khi mà chúng ta sẽ có một cụm camera chìm. Và ở đây nó sẽ không có một cái phần viền camera nó quá nhô lên để mọi người không bị khó chịu trong cái quá trình sử dụng. Mà nó gợi nhớ cho mình đến cái chiếc LG Velvet được ra mắt thời gian trước rồi. Và nổi bật trên cái cụm camera này chắc chắn là cụm camera 108MP rồi. Và chắc chắn là khi mà chúng ta đã nâng cấp lên chiếc máy này thì chúng ta phải lưu tâm đến cái vấn đề bộ nhớ, khi mà chiếc máy này là phiên bản bộ nhớ cao nhất, có thể lên tới là 512GB để chúng ta có thể lựa chọn. Và đó là tất cả những gì mình muốn gửi đến các bạn trước giờ G, trước khi mà chúng ta chuẩn bị đến với thời điểm ra mắt những chiếc Samsung Galaxy S mới, những chiếc Samsung Galaxy S22 series sắp được ra mắt vào ngày 9 tháng 2 vào thời điểm tối nay. Và các hãy cùng đón xem trên Đi Review vào lúc 9:30, trước khi mà mình sẽ cùng đồng hành với các bạn để chúng ta có thể xem được những chiếc Samsung Galaxy S mới nó trông như thế nào, mặt mũi ra sao nhé. Và nếu mà các bạn đang quan tâm tới những chiếc Samsung Galaxy S22 hiện tại đang chuẩn bị về hàng chính hãng tại Diệu Thông Minh thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên dưới để các bạn kiểm tra nhé. Thực sự mức giá vô cùng tuyệt vời luôn. Và mình không muốn nói trước đâu, nhưng mà mức giá lại rất là sốc đấy. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.